hàng loạt vi phạm của Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hậu Giang. Đình chỉ cơ sở mầm non ở Hải Phòng sau clip giáo viên dùng lược đánh học sinh. Ca sĩ Thủy Tiên Đàm Vĩnh Hưng bị yêu cầu chứng minh kê khai đóng thuế. Hàng loạt vi phạm của Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hậu Giang. Thưa quý vị và các bạn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang vừa ban hành kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng tài chính và trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hậu Giang. Theo kết luận, bên cạnh những mặt làm được, quá trình kiểm tra đoàn phát hiện vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót liên quan đến tài chính, việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng của Giám đốc Bảo tàng tỉnh. Cụ thể, trong năm 2022, Bảo tàng tỉnh Hậu Giang được giao thực hiện nhiều hoạt động chuyên môn theo định kỳ cũng như đột xuất. Tuy nhiên, qua kiểm tra xác minh, đoàn phát hiện một số trong các gói kinh phí thực hiện hoạt động chuyên môn đơn vị không sử dụng hết, nhưng khi lập chứng từ thanh quyết toán thì lại lập chứng từ quyết toán theo số kinh phí được cấp. Trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, đoàn thanh tra xác định Giám đốc Bảo tàng tỉnh đã vi phạm quy định như thực hiện chưa đầy đủ chế độ thông tin báo cáo về sở. Việc công khai minh bạch tài chính cũng chưa được Giám đốc quan tâm thực hiện thường xuyên kịp thời. Việc tổ chức sưu tầm hiện vật cho thuê tài sản do bảo tàng quản lý cũng chưa đúng quy định. Đơn vị cũng chưa lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê để báo cáo cơ quan người có thẩm quyền quyết định. Đoàn thanh tra còn chỉ ra một số hạn chế thiếu sót khác như Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hậu Giang trong giao tiếp ứng xử với cấp dưới đôi lúc còn thiếu tế nhị, còn những phát ngôn chưa chuẩn mực gây ức chế và áp lực cho cấp dưới, thậm chí có lúc còn thể hiện thái độ chưa tôn trọng cấp dưới. Giám đốc cũng thiếu tinh thần cầu thị, lắng nghe và tiếp thu ý kiến, vì vậy cấp dưới rất ngại đóng góp ý kiến. Đoàn kiểm tra xác định những hạn chế thiếu sót trên, trách nhiệm chính thuộc về Giám đốc Bảo tàng tỉnh. Từ đó, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang yêu cầu Giám đốc Bảo tàng tỉnh trong thời gian tới phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với các cá nhân liên quan, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống tham nhũng, gương mẫu trong giao tiếp ứng xử, thực hiện tốt các chuẩn mực của đạo đức công vụ và có trách nhiệm nộp vào ngân sách số tiền hơn 97 triệu đồng. Đồng thời, giao trưởng phòng tổ chức cán bộ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ban Giám đốc Sở kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm của tập thể Ban Giám đốc Bảo tàng. Đình chỉ cơ sở mầm non ở Hải Phòng sau clip giáo viên dùng lược đánh học sinh. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng vừa có thông báo về việc đình chỉ lớp mầm non độc lập Hà My sau vụ việc xôn xao dư luận những ngày qua. Ủy ban Nhân dân phường Trần Nguyên Hãn có thông báo số 44/TB-UBND về việc đình chỉ lớp mầm non độc lập Hà My. Căn cứ vào biên bản kiểm tra lớp mầm non độc lập Hà My tại địa chỉ số 14/20 Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân về việc vi phạm trong lĩnh vực giáo dục của lớp mẫu giáo độc lập Hà My, Ủy ban Nhân dân phường Trần Nguyên Hãn thông báo từ ngày 26 tháng 6 năm 2023, lớp mẫu giáo độc lập Hà My không được hoạt động do vi phạm về công tác quản lý của nhóm lớp. Cụ thể, lớp bị đình chỉ do các khoản thu chi không hợp lý, không nhận được sự đồng thuận của phụ huynh, một số vấn đề liên quan đến học sinh và phụ huynh, đặc biệt liên quan đến đoạn clip đánh học sinh được chia sẻ trên mạng ngày 24 tháng 6, chưa được giải quyết ổn thỏa. Ủy ban Nhân dân phường thông báo đến cấp ủy chi bộ, lãnh đạo tổ dân phố số 1, nhóm lớp mầm non độc lập Hà My, các phụ huynh xem xét lựa chọn trường mầm non công lập hoặc các trường, nhóm lớp mầm non độc lập đủ điều kiện và đã được cấp phép theo quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn và phát triển về vật chất, tinh thần của con em mình. Phường cũng đề nghị nhóm lớp hoàn thiện các hồ sơ sổ sách theo đúng quy định của luật giáo dục. Trước đó, như Lao động đưa tin, những ngày qua, mạng xã hội Facebook xôn xao về clip dài hơn 3 phút do tài khoản NQD được cho là của phụ huynh cơ sở mầm non Hà My, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng đăng tải, phản ánh giáo viên của cơ sở mầm non Hà My có hành vi bạo lực với con trẻ, đánh nhiều lần vào chân của trẻ, riêng con chị D cũng bị cô giáo đánh vào mông mới được đi vệ sinh. Chưa kể trong nhóm Zalo phụ huynh, nếu phụ huynh có ý kiến trái chiều lập tức bị mời ra khỏi nhóm, con cái họ cũng bị cô lập. Phụ huynh này còn cung cấp đoạn hội thoại qua mạng xã hội giữa chủ cơ sở và giáo viên trong trường. Những cháu hết tháng này nghỉ tuyệt đối không động chạm vào nó, không ép ăn, không cần rèn và để ý. Đừng để nó bị gây xây xát gì là phức tạp đó, gây bức xúc trong dư luận. Về việc này, chủ cơ sở mầm non đã thừa nhận khuyết điểm và cho biết bản thân sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc. Ca sĩ Thủy Tiên Đàm Vĩnh Hưng bị yêu cầu chứng minh kê khai đóng thuế.
Thưa quý vị và các bạn, nguồn tin từ Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các cơ quan luật pháp thực hiện tố tụng trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam đang xác minh, điều tra, bổ sung những tình tiết mới. Cụ thể, vợ chồng ca sĩ Trần Thị Thủy Tiên, Lê Công Vinh và ca sĩ Huỳnh Minh Hưng, nghệ danh Đàm Vĩnh Hưng đã có đơn gửi tòa yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng phải bồi thường tổng thiệt hại bị mất là 73,9 tỷ đồng. Theo quy định của pháp luật, công dân phải kê khai thu nhập hợp pháp sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp phải xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng, đóng thuế thu nhập doanh nghiệp và báo cáo tài chính theo kết quả hoạt động kinh doanh. Việc xác định thu thập bị mất phải là những thu thập hợp pháp, hợp lệ bị mất, thì người bị thiệt hại, người có yêu cầu bồi thường, doanh nghiệp có giao dịch phải giao nộp chứng cứ. Ngoài ra, có thể thu thập chứng cứ tại các cơ quan quản lý thuế liên quan. Đại diện cho phía bị can Nguyễn Phương Hằng cho biết, trong quá trình tham gia tố tụng, phía bà Hằng từng yêu cầu các bên cung cấp các bản hợp đồng, tài liệu giao dịch, chứng từ thanh toán, các phiếu chi, biên nhận tiền, hóa đơn. Thậm chí thu thập báo cáo tài chính, chứng từ hay biên lai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng trong thời gian 6 tháng trước thời điểm bị chấm dứt hợp đồng. Đại diện của bị can Nguyễn Phương Hằng cũng cho biết thêm, đã có văn bản yêu cầu các cơ quan thuế có liên quan cung cấp các chứng từ, tài liệu về thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân của bà Trần Thị Thủy Tiên, ông Huỳnh Minh Hưng, đồng thời thu thập báo cáo tài chính và chứng từ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của các đối tác có giao dịch với bà Trần Thị Thủy Tiên và ông Huỳnh Minh Hưng trong khoảng thời gian 6 tháng trước thời điểm bị chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, tới nay, các yêu cầu từ phía bị can Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ. Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng đòi bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường dựa trên cơ sở nào? Trong khi đó, theo văn bản yêu cầu tòa án thu thập chứng cứ của phía bị can Nguyễn Phương Hằng, bà Trần Thị Thủy Tiên yêu cầu bồi thường thiệt hại 30,9 tỷ đồng, tính tròn số, và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đòi bồi thường thiệt hại hơn 43 tỷ đồng. Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên Lê Công Vinh yêu cầu bà Hằng bồi thường thiệt hại 30,9 tỷ đồng trên cơ sở 6 hợp đồng ký kết với các đối tác gồm các công ty HV Developer quảng cáo dự án bất động sản tổng giá trị 3,9 tỷ đồng, thu nhập thực tế bị giảm sút 1,8 tỷ đồng, sữa QT quảng cáo sữa 3,3 tỷ đồng, thiệt hại 3 tỷ đồng, Hot Entertainment quảng cáo 3 tỷ đồng, thiệt hại 548 triệu đồng, Creator hợp tác sản xuất 6 MV ca nhạc 12 tỷ đồng, thu nhập thực tế bị giảm sút 12 tỷ đồng, VC Video VN livestream bán hàng, quảng cáo nhãn hàng 5 tỷ đồng, thiệt hại 4,6 tỷ đồng. Và ANTT, hợp đồng thuê sáng tác, bài hát, nhạc phim 9 tỷ đồng, thu nhập thực tế bị giảm sút 9 tỷ đồng. Riêng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, tức Huỳnh Minh Hưng, yêu cầu bà Hằng bồi thường thiệt hại trên 43 tỷ đồng. Số tiền này dựa trên cơ sở hai hợp đồng. Hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên MBD độc quyền sử dụng hình ảnh âm thanh giọng nói của ông Huỳnh Minh Hưng với vai trò là đại sứ thương hiệu, tổng giá trị hợp đồng là 4,5 tỷ đồng, bị thiệt hại 630,2 triệu đồng hạng mục shoot chụp hình và 393,3 triệu đồng hạng mục event. Đặc biệt, biên bản ghi nhớ giữa công ty cổ phần tập đoàn AT và ông Huỳnh Minh Hưng với nội dung làm đại sứ thương hiệu có tổng trị giá 42 tỷ đồng, ông Huỳnh Minh Hưng cho rằng bị thiệt hại 42 tỷ đồng nên đòi bồi thường thiệt hại. Nguồn tin từ tòa án cho biết, phía bà Nguyễn Phương Hằng đã yêu cầu ca sĩ Thủy Tiên và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phải cung cấp tài liệu về việc thực hiện hợp đồng, chứng từ hóa đơn thuế, biên lai nộp thuế, bản kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân của bà Tiên và ông Hưng qua các năm 2020-2021 và năm 2022 có liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng với các đối tác, Thủy Tiên 6 hợp đồng, Đàm Vĩnh Hưng 2 hợp đồng. Ngoài ra, phía bà Hằng cũng đề nghị xác minh, thu thập chứng cứ tại các chi cục thuế ở một số quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và 6 công ty ký hợp đồng với vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên để có cơ sở thể hiện vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên bị thiệt hại 30,9 tỷ đồng là có thật. Tương tự với yêu cầu bồi thường 43 tỷ đồng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, phía bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu xác minh, thu thập chứng cứ tại chi cục thuế quận 10, chi cục thuế quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, cục thuế thành phố Hà Nội và ba đối tác liên quan tới việc ký hai hợp đồng giao dịch với ông Hưng. Trao đổi với phóng viên Dân Việt, luật sư Nguyễn Thuận, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền lợi ích hợp pháp của người khác đã được Bộ luật Dân sự 2015 công nhận. Tuy nhiên, để tránh việc người yêu cầu bồi thường có động cơ trục lợi, thì trách nhiệm của người yêu cầu bồi thường phải chứng minh mình bị thiệt hại thật sự. Vì vậy, phía bà Nguyễn Phương Hằng đã đề nghị tòa án yêu cầu các bị hại trong vụ án này phải cung cấp các hợp đồng, chứng từ, tài liệu về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật.